Đây là Coin68 và bạn đang nghe DeFi Discussion. Ok, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với một tập mới của podcast DeFi Discussion. Cũng là rất lâu rồi thì bọn mình mới có một cái cơ hội để mời được một vị khách mời rất là đặc biệt. Một người có kinh nghiệm trong ngành tài chính truyền thống cũng như là rất là đam mê nghiên cứu về crypto và đặc biệt là công nghệ blockchain. Thì chắc là mình sẽ để cho vị khách mời này gửi đôi lời chào đến các bạn đang nghe DeFi Discussion tuần này ha. Cảm ơn Nguyên. Xin chào mọi người. Bình thì gọi là có ngày xưa có làm trong hệ thống tài chính cũ. Ngày xưa mình cũng làm bằng tiến sĩ trong về một cái đề tài về hệ thống tài chính cũ, và mình có công tác bên ngân hàng nhà nước ở bên Đức lúc đó. Nhưng mà những năm trở lại đây thì mình có khám phá ra công nghệ blockchain, và thực sự là nó trở thành một cái đam mê và một cái gọi là tình yêu nhất định với cả công nghệ này. Tại vì mình nghĩ là công nghệ này nó sẽ thay đổi cuộc sống, hệ thống tài chính và cả nền kinh tế của chúng ta rất là nhiều. Yeah. Chia sẻ với các bạn đang nghe podcast thì mình được biết đến thì mình thông qua một cái podcast liên quan đến blockchain, Bitcoin. Thì trong cái podcast đó thì mình ấn tượng với một cái chi tiết là thầy mình chia sẻ là thầy có run một cái node Bitcoin tại nhà luôn, và cái này thì thực sự là rất ít người mà khi mà tìm hiểu về cái công nghệ blockchain này hay là sâu về cái mảng crypto thì rất là ít người tìm hiểu sâu đến cái phần kỹ thuật này. Thì em cũng tò mò là thầy biết đến crypto như thế nào, và cái giai đoạn đó thì nó có cái sự khác biệt nào với cái giai đoạn hiện tại hay không? Cảm ơn Nguyên. Thì hay là ngày xưa mình nhớ năm 2012, lúc đó mình còn công tác ở ngân hàng trung ương bên Đức, thì lúc đó thì có đọc gọi là cái bài báo đầu tiên về một cái loại gọi là tiền điện tử trong thế giới mạng mà không có ai, công ty hoặc là cá nhân hoặc là một tổ chức hoặc là một đất nước nào đứng đằng sau, mà nó chỉ tồn tại trong thế giới mạng vậy thôi. Thì mình đọc cái bài đó thì từ một quan điểm gọi là với cả gọi là một cái mô hình về hệ thống tài chính cũ tương đối rõ nét trong đầu của mình, thì mình cảm thấy là nó sẽ không có đi đến đâu cả. Tại vì thực sự là mình cũng không có dành nhiều thời gian để mà tìm hiểu thêm về nó. Thì phải đến năm 2015 thì lúc đó có một cái bài, mình nhớ là một cái bài nghiên cứu học thuật viết về trên một cái gọi là tạp chí Economics Letters, cái bài mà báo nghiên cứu ngắn, thì nó mới phân tích về những cái giá trị fundamental, nghĩa là giá trị nền tảng của Bitcoin. Thì lúc đó nó phân tích là cuối cùng giá trị nền tảng của Bitcoin là số 0. Thì mình thì lúc đó thì cũng là vẫn chưa có dành nhiều thời gian để mà nghiên cứu về cái này, thì mình đọc thấy cái đấy như vậy và mình cảm thấy là ok, nó về số 0 như vậy thì chắc là nó chỉ là một câu chuyện của speculation thôi. Thì phải đến thực sự là năm 2018 thì lúc đó mình về Remix công tác rồi. Thì ở Remix thì bên Remix đã gọi là đầu tư và phát triển nghiên cứu về blockchain từ 2017. Thì lúc đó 2018 mình công tác ở đây thì mình thấy là wow, có phải là cái topic này nó cũng quan trọng hơn là mình nghĩ. Và lúc đó thì mình mới bắt đầu tự viết bài nghiên cứu. Nghĩa là trước đó thì chỉ là ok, ngồi đọc mấy cái bài khác viết, còn bây giờ mình 2018 mình bắt đầu tự viết bài nghiên cứu học thuật để tìm hiểu sâu hơn về cái Bitcoin nói riêng và blockchain nói chung. Thì từ lúc đó càng ngày mình càng đào sâu vào thì mình càng cảm thấy là wow, nó như một cái chân trời mới. Hàng ngày vẫn còn học được rất nhiều thứ mới, và càng ngày càng nghĩ là nó sẽ gọi là nó một công nghệ quan trọng, cơ sở tầng quan trọng cho cái phát triển của xã hội, kinh tế và kể cả nói chung là nền văn minh của nhân loại. Đó là cái mà trải nghiệm đầu tiên và những cái trải nghiệm và quan điểm bây giờ của mình. Trước cái podcast này thì em có đi tìm qua những cái thông tin về thầy, thì thú thật là nó rất là gọi là với em nó rất là ấn tượng cái chi tiết là Fintech-Crypto Hub tại Remix của thầy thì có nhận được một cái grant từ Ethereum Foundation. Thì Ethereum Foundation là một cái tổ chức cực kỳ lớn và có tiếng ở trong cái thị trường này. Thì thầy có thể chia sẻ thêm về những cái chi tiết xoay quanh cái grant này không, và cái research trong cái grant đó thì nó về cái topic gì hả thầy hả? Ok, cảm ơn Nguyên. Thì cũng là một cái cơ duyên thôi. Thì tại vì bên mình thì có cái như Nguyên có nói là RMIT Fintech Crypto Hub là cái trung tâm công nghệ tài chính và tài chính mã hóa và Bình và team của Bình có gây dựng lên. Thì các bạn bên Ethereum Foundation thì các bạn có biết là Bình có nghiên cứu về cái đó. thì các bạn mới gọi là reach out cho team của mình, và đại khái là nói là bên Ethereum Foundation đang có những cái research grant nhất định về những cái đề tài liên quan đến Ethereum. Thì lúc đó thì mình mới suy nghĩ xem là ok, những cái đề tài gì mà hiện tại là cảm thấy từ khía cạnh kinh tế học nó rất là thu hút. Thì mình mới propose lên cái đề tài về câu chuyện là ok, có nhiều cá nhân trong thế giới blockchain, và bây giờ kể cả có một cái chính phủ như là nước El Salvador có nói là muốn dùng crypto, đúng không? Nghĩa là dùng những cái tiền mã hóa đó là một cái loại tiền chính thức hoặc là tiền pháp định để mà các công ty và các cá nhân đều dùng cái loại tiền đó. Thì cái câu hỏi mình đặt ra ấy là làm như vậy, khi mà crypto thành tiền pháp định như vậy thì nó sẽ ảnh hưởng thế nào đến một cái nền kinh tế? Nó sẽ giúp cái nền kinh tế đó gọi là phát triển GDP đi, phát triển GDP một cách bền vững hơn, hay là nó sẽ có những cái ảnh hưởng mà tiêu cực lên cái phát triển GDP của một đất nước chẳng hạn. Và cả thêm những câu chuyện là khi mà dùng crypto, tiền mã hóa đó thành tiền pháp định thì cái vấn đề là ngân hàng nhà nước sẽ ở đâu đó là mất cái quyền điều tiết nền kinh tế bằng chính sách tiền tệ. Thì đại khái là lúc đó là hầu như là không còn cái quyền điều tiết kinh tế, chính sách tiền tệ nữa. Thì nó sẽ tốt hơn cho cái nền kinh tế không? Ví dụ bây giờ mình nghĩ đến câu chuyện là năm 2020 mình cả thế giới bị ảnh hưởng bởi Covid, đúng không? Lúc đó là ngân hàng trung ương trên khắp thế giới đã phải giảm lãi suất và gọi là điều tiết chính sách tiền tệ để mà cho các cá nhân và các tổ chức kinh tế và tài chính có thể huy động vốn một cách dễ dàng hơn trong cái giai đoạn nó rất là khó khăn về kinh tế. Nếu mà không có cái điều chỉnh về chính sách tiền tệ đó thì rất có thể là đã có rất nhiều cá nhân và công ty đã phá sản hơn sớm hơn rất là nhiều. Đúng không? Thì bây giờ nếu mà một cái đất nước mà đi một cái bước táo bạo như vậy, dùng tiền mã hóa làm tiền pháp định như vậy thì nó những cái hệ lụy gì và phải suy nghĩ đến cái vấn đề gì. Ok, cũng có thể nhìn đến là ok, những cái lợi ích từ cái câu chuyện nó sẽ là cái gì. Thì đại khái là cái grant đó là xoay quanh cái câu chuyện ok, một đất nước mà dùng tiền mã hóa thành tiền pháp định như vậy sẽ mất cái chính sách tiền tệ, thì nó sẽ ảnh hưởng thế nào đến cái phát triển kinh tế của đất nước đó. Thì đó là cái bài mà mình và team muốn gọi là đưa ra những cái quan điểm nhất định dựa trên nghiên cứu mới. Thực ra thì em thấy là có một cái narrative mà người ta nói khá là nhiều về crypto, đó là cái crypto này nó sẽ mang lại tự do cũng như là mang lại cái sự bình đẳng cho rất nhiều người trên thế giới. Thì sẵn là trong cái câu chuyện về quản lý của nhà nước và việc là ứng dụng cái tài sản này vào làm cái đồng tiền pháp định, thì thầy có nghĩ là cái crypto này nó đang làm đúng cái vai trò để gọi là mang lại cái power cho những cái quốc gia nhỏ hay không, hay là nó vẫn sẽ chỉ là cái cuộc chơi của những cái chính phủ mà họ đang top đầu của thế giới? Đây, quan điểm của mình thì thực sự là mình nghĩ là cái công nghệ nào và cái loại sản phẩm tài chính mới nào cũng có là gọi là cần những cái điều tiết và quản lý nhất định từ ngân hàng nhà nước hoặc là từ chính phủ nói chung đi. Còn về gọi là về cái lý tưởng của blockchain và crypto thì đương nhiên là nó xoay quanh câu chuyện trao quyền tự do, trao cái quyền kinh tế nhiều hơn vào tay của khắp mọi người trên thế giới này. Thì từ một cái góc nào đó là crypto cũng đang làm cái câu chuyện đó, nhưng mà tại vì nó liên quan đến gọi là tài chính, tài sản, đúng không? Thế nên là cái nó cũng có nhiều cái phát triển mà có thể nói là nó có thể cũng có hướng tiêu cực nhất định. Thì quan điểm của mình thì gọi là chính phủ nào trên thế giới thì cũng muốn là người dân sẽ có tiếp cận được những cái sản phẩm tài chính tốt hơn, đúng không? Thì nó sẽ tốt cho cái phát triển nền kinh tế đó mà. Và kể cả về câu chuyện là một cái phát triển của xã hội là con người mình dần dần cũng tự do hơn so với cách đây 100 năm, 200 năm, 500 năm, thì đó là một cái phát triển tương đối đi theo cái lịch sử nhân loại. Còn mình thì mình không có nghĩ là công nghệ blockchain riêng, chỉ có riêng như vậy mà nó có thể đem được cái tự do và cái trao quyền vào tay của mọi người được, mà nó sẽ cần những cái hướng đi đứng đắn để mà gọi là bảo vệ những cái người dùng, bảo vệ những nhà đầu tư. Nếu không thì sẽ luôn luôn có những cái câu chuyện gọi là những cái như là insider trading, hoặc là những cái khai thác thông tin của khách hàng, hoặc là nhiều cái gọi là tiêu cực có thể xảy ra với công nghệ này. Tại vì cuối cùng nó cũng chỉ là một cái công nghệ thôi, chứ nó không có phải không có nghĩa là khi mà chúng ta bây giờ đổi sang một cái hệ là dùng hoàn toàn crypto mà lúc đó mọi người tự dưng là sẽ tự do và có nhiều quyền hơn mình, không có nghĩ như vậy, mà nó sẽ luôn luôn phải phát triển cùng với cả cái gọi là một cái mức quản lý nào nhất định thì cái lời hứa của crypto nó mới thực sự là có thể gọi là biến thành hiện thực được. Yeah. Thì cũng như thầy có chia sẻ hồi nãy thì cái công nghệ về bản chất thì nó sẽ luôn thay đổi rất là nhiều, từ những cái chiến lược của các cái quỹ đầu tư này, rồi bản thân các cái nhà đầu tư cá nhân thì họ cũng biết nhiều đến crypto hơn, và các cái nền tảng blockchain thì nó cũng phát triển rất là đa dạng. Chúng ta thấy là hồi xưa thì chỉ có Bitcoin, Ethereum, còn bây giờ thì đa dạng rất là nhiều các cái nền tảng blockchain khác nhau, và họ cam kết xử lý rất là nhiều các cái vấn đề khác nhau. Vậy thì cái câu hỏi tiếp theo em cũng thắc mắc đó là thì Bình thì coi mình là một Bitcoin Maxi, một Ethereum Maxi, hay là một Maxi cái altcoin nào đó, một cái blockchain nào đó, hay là hoặc là thậm chí là không Maxi cái gì cả? Câu hỏi rất là thú vị Nguyên này. Bình ấy, Bình thì có thể là gọi là Bình tự quan thấy Bình là gọi là freedom và empowerment Maxi, nghĩa là Bình thì Bình cũng rất là gọi là cả cái sự nghiệp của Bình cũng có muốn đóng góp để mà có thể đóng góp được cho cái phần nó đem đến cái đó tự do và toàn diện của tài chính, và đem đến trao cái quyền phát triển kinh tế vào tay mọi người trên thế giới này. Thì cái đó là cái gọi là cái lý tưởng, đó là cái mà lý tưởng mà Bình có thể nói là Maxi, và Bình hướng cái công việc và sự nghiệp của Bình theo cái hướng như vậy. Chứ nhưng mà quan điểm của Bình thì kể cả Bitcoin và Ethereum và những cái đồng crypto khác nó sẽ đem lại những cái giá trị khác nhau. Bình thì Bình ví dụ như Bình rất là tên vào Bitcoin là nó sẽ hiện hình trở thành một cái loại công nghệ và một cái loại tài sản mới mà nó digital gold. Digital gold của nó đại khái là nó không có bị ảnh hưởng bởi một cái tổ chức hoặc là cá nhân nào đó, thì nó sẽ trường tồn với cả thời gian, nó sẽ tồn tại rất là lâu, có thể là cả trăm năm, có thể là nghìn năm, đúng không? Tùy theo cái phát triển của công nghệ người ta như thế nào. Còn Ethereum thì đại khái là nó sẽ đem đến những cái utility đến tay rất nhiều người trên thế giới này khi mà những cái application trên nó thành công. Nói chung thì Bình cảm thấy là Bitcoin, Ethereum và những cái loại đồng khác thì nhất là Bitcoin và Ethereum thì nó không thực sự có cả cạnh tranh với cả nhau ở đây, thì mình cũng không có phải là phải chọn một trong hai cái hướng để mà đi, đúng không? Mà mình nghĩ là khi mà Bitcoin và khi Ethereum và những cái loại altcoin khác nó thành công thì nó sẽ là đem đến những cái giá trị kinh tế nhất định và trao những cái quyền kinh tế, trao những cái quyền tài chính nhất định vào tay của người dùng. Như vậy là nó đã rất là tốt rồi, chứ ở đây đâu có phải là Bitcoin thành công thì Ethereum sẽ phải chết, hoặc là Ethereum thành công sẽ chết. Thực sự nó không có, quan điểm của Bình thì nó không có cạnh tranh với nhau tí nào cả luôn ấy. Mà nó những cái value, những cái giá trị nó đem đến nó hoàn toàn khác nhau, và xoay quanh thì nó vẫn xoay quanh cái câu chuyện là đem tự do và trao quyền vào tay mọi người. Thì cái lý tưởng đó là cái mà Bình nghĩ là nó cũng hiện hình trong thế giới blockchain, và cái đó là cái mà quan điểm của Bình là cũng muốn đóng góp cho nhiều nhất. Giống như là be like water đó, tức là mình linh hoạt, mình hướng đến một cái cuộc chơi nó positive sum, và tất cả các cái blockchain khi mà nó càng phát triển và nó càng nở rộ ra thì cái miếng bánh chung của cái thị trường này thì nó sẽ đều tăng trưởng, và nó tiến gần hơn đến những cái mục tiêu ban đầu, đó là cái tự do về mặt tài chính cho mọi người. Thì bây giờ thì em nghĩ là sẵn là mình đang nói về cái câu chuyện là tự do hay không á, thì em cũng đề cập một cái chi tiết, đó là dạo gần đây thì Tornado Cash, một cái ứng dụng mà bảo mật về giao dịch cho người dùng, thì cái ứng dụng này thì đã bị giới chức Mỹ gọi là kiểm soát rồi. Thì những cái địa chỉ nào mà đã từng tương tác với cái ứng dụng này á, thì bị giới chức Mỹ gần như là niêm phong luôn cái ví đó. Thì từ cái vụ việc này á, thì người ta đang gọi là rất là lo lắng về những cái đồng stablecoin truyền thống, ví dụ như là USDT hay là USDC, những cái đồng mà được bảo chứng tài sản ở những cái ngân hàng truyền thống á, thì họ sợ là những cái đồng stablecoin này bị giới chức họ kiểm soát chặt chẽ và có thể là chủ động khóa cái tài sản của người dùng. Vậy thì góc nhìn của thầy về cái sự kiện này là như thế nào, và liệu chúng ta đang đi đến một cái viễn cảnh, một cái kết cục nó centralized và nó không tự do như cái khái niệm mà nãy giờ mình đang nói á? Ok em, một đề tài rất là thú vị. Đầu tiên thì nếu mà nói về DeFi đi, đúng không? Tài chính phi tập trung thì quan điểm của mình, cái ý tưởng của nó là ok, mình phần mềm hóa những cái sản phẩm dịch vụ tài chính và nó dựa trên data và trao những cái sản phẩm tài chính mới đến với tay hàng tỷ người, potentially hàng tỷ người trên thế giới này, trao một tạo đến một cái thế giới mà có nhiều gọi là tài chính toàn diện hơn. Thì mình nghĩ là cái ý tưởng đó là nó sẽ thành công. Bây giờ ok, mình phải luôn hiểu là ok, hiện tại cái nền kinh tế và cái quản lý nhà nước chúng ta là ở cái giai điểm nào. Ví dụ như là mình nói ok, blockchain là một cái công nghệ đi, DeFi là một cái công nghệ đi, thì công nghệ nào cũng cần có một cái khung pháp lý, khung quản lý rõ ràng, đúng không? Bây giờ kể cả mình nói về những công nghệ như là của Google hoặc là của Amazon hoặc là của Facebook, nó là công nghệ nhưng mà nó vẫn cần những cái quản lý nhất định. Có nhiều lý do tại sao cũng cần những cái quản lý đó để mà ok, nhiều cái công việc mà nó gọi là không có hợp pháp chẳng hạn, không được xảy ra, thì mình cần những cái phần quản lý đó. Còn bây giờ nếu mà chúng ta nói những cái đồng như là USDC, USDT hoặc là những cái sản phẩm tài chính khác của DeFi, nó là sản phẩm tài chính đi, thì chúng ta lại càng cần những cái kiểm soát nhất định, đúng không? Tại vì những cái sản phẩm tài chính hiện tại chúng ta có những cái quản lý rất là chặt chẽ, thì bây giờ tại sao là một cái loại sản phẩm tài chính mới lại không được quản lý? Nó không có thực sự là hợp lý tí nào cả. Nếu mà là sản phẩm tài chính thì nó phải được quản lý, nếu mà nó là công nghệ mới nó cũng cần được phải quản lý. Câu chuyện ok, bây giờ cái quản lý của nó là như thế nào, làm thế nào mà chúng ta có thể vẫn nhận được những cái lợi ích từ những cái sản phẩm tài chính mới đó, nhưng mà vẫn có thể make sure là những cái vấn đề liên quan đến những cái hoạt động bất hợp pháp nhất trong lĩnh vực tài chính không xảy ra, và bảo vệ những người dùng, bảo vệ được những nhà đầu tư. Thì mình nghĩ là không có cách nào mà chúng ta một phát đi từ một cái hệ thống tài chính tương đối tập trung hiện tại sang một cái hệ thống tài chính mà hoàn toàn nó phi tập trung. Mình không nghĩ đó là một cái likely outcome của câu chuyện này, mà cái centralized DeFi là ok, chúng ta sẽ check những cái điểm tốt và ưu thế của DeFi là phần mềm hóa những sản phẩm tài chính dựa trên data như vậy, và chúng ta sẽ đưa nó vào hệ thống tài chính cũ. Nó sẽ là cái gọi là complementary cho hệ thống tài chính cũ. Nó sẽ giúp cái hệ thống tài chính cũ đưa sản phẩm tài chính vào tay mọi người một cách hiệu quả hơn, nhưng mà nó vẫn cần những cái quản lý của hệ thống tài chính cũ đó. Cái đó là cái mà mình nghĩ là cái outcome của câu chuyện này trong 10-20 năm tới. Còn gọi là ok, xa xôi hơn nữa, gọi là có thể nói là 30, 40, 50 năm gì đó, có thể lúc đó khi mà cái concept về tài chính phi tập trung nó đã ở trong đầu mọi người rồi và mọi người đã dùng những sản phẩm như vậy rồi, thì có thể là chúng ta sẽ tiến hóa dần hơn đến một cái tương lai phi tập trung nhiều hơn. Nhưng mà trước mắt thì mình thấy là mình gọi là đa số mọi user sẽ không có thể dùng những cái sản phẩm hoàn toàn phi tập trung như vậy được, là nó sẽ cần những cái kiểm soát nhất định. Tại vì bây giờ nếu mà mình có một loại tài sản như là cổ phiếu, như là trái phiếu, như là tiền trong ngân hàng chẳng hạn, và bây giờ có loại tài sản mới, một cái loại sản phẩm tài chính mới như là crypto, USDC, USDT hoặc crypto nói chung, thì bây giờ tại sao chúng ta lại quản lý cái thằng cổ phiếu, trái phiếu, tiền trong ngân hàng mà lại không quản lý thằng crypto và stablecoin? Thì thực sự là nó rất là lệch lạc ở đây. Tại vì chúng ta còn phải quản lý cái tài sản đó, là tại vì có những lý do là quản lý bảo vệ người dùng. Không bảo vệ người dùng thì cái thằng công ty ở đằng sau nó muốn làm gì thì làm, đúng không? Thì nó sẽ có thể dẫn đến nhiều cái hệ lụy nhất định. Thì bây giờ nếu mà là sản phẩm tài chính mới, tài sản mới, thì nó cũng cần có một cái quản lý tương đương như là những cái tài sản và sản phẩm tài chính hiện tại. Thì cái đó là cái mà mình thấy là nó hợp lý và nó cũng make sense. Đương nhiên là có những cái lợi thế nhất định như mình đã không phủ nhận, và chắc chắn là nó sẽ complement, nó sẽ đưa ra những cái sản phẩm mới vào tay của người dùng hơn, nhưng mà chúng ta vẫn cần một cái quản lý. Thì mình nghĩ là trong cái bear market hiện tại là cái quản lý từ các chính phủ trên thế giới này và nhất là bên Mỹ sẽ siết chặt hơn rất là nhiều, và mình sẽ nhìn thấy cái câu chuyện đó, nó sẽ gọi là nó sẽ giúp cái ngành này thực sự mới có thể lớn lên từ hiện tại bây giờ cỡ khoảng vốn hóa của nó 1.000 tỷ đô đúng không? Thì sau khi đó có thể lên 10.000 tỷ đô, 20.000 tỷ đô, 50.000 tỷ đô gì đó. Sau khi mình đã có cái gọi là kiểm soát từ các nhà chức trách và các ngân hàng nhà nước trên thế giới này. Em thấy nó có một cái tính chu kỳ liên quan đến pháp lý này, đó là thường thì chúng ta thấy là crypto nó sẽ có một cái giai đoạn phát triển nó hơi, em dùng cái từ là nó hơi hoang dã một xíu, tức là mạnh ai người đó làm, và dev thì dev nhiều khi ẩn danh và một người thì làm 10, 15 dự án gì đó, thì nó sẽ kiểu là bùng nổ ra như vậy, xong rồi sẽ đến một cái giai đoạn là bear market, và lúc này thì khi mà những cái vấn đề nó phát sinh thì giới chức thì họ mới bắt đầu họ vào để họ gọi là họ fix lại những cái lỗ hổng mà trong cái bull market trước đó. Thì cá nhân em thì đã thấy những cái này nó đã diễn ra trong giai đoạn mà Libra họ công khai cái dự án về crypto của mình, thì sau một khoảng thời gian thì cũng bị giới chức họ mời lên điều trần và gọi như là để siết chặt. Thì ở trong cái giai đoạn này thì nó cũng là một cái gì đó nó khá là tương đồng, tức là sau một cái chu kỳ mà phát triển nó hơi bùng nổ như vậy thì giới chức họ sẽ phải can thiệp vào và coi như là đưa cái sự phát triển này nó dịch chuyển dần dần, chứ nó không phải là đùng một cái thì chúng ta đang xài những cái hệ thống tiền tệ bình thường mà chúng ta bắt đầu nhảy qua xài một cái decentralized mà không ai quản lý được, thì nó khá là đi ngược lại với cái mô hình truyền thống phát triển bình thường. Đúng rồi, thì khá là để mình ép thêm một vài ý tưởng nữa là trong cái giai đoạn gọi là cái bull market khi mà nó phát triển hoang dã đúng không? Rồi là cái đa số cái đồng crypto nào nó cũng lên giá ở ẩm như vậy, mà lúc đó thì thường là mọi người trong giới crypto sẽ nói là ôi chúng tôi không có cần được quản lý nhà nước gì đâu, không có cần thiết cái chuyện đó đâu, không cần không hợp lý gì cả, mọi thứ nó đang rất là ok, phát triển đang rất là tốt, đừng có làm bất cứ cái gì cả. Thì lúc đó thì nhà chức trách mà có muốn làm một cái đưa ra một cái khung pháp lý nào đó không rất là khó. Mọi người sẽ đi đà đảo trận đó. Nhưng mà trong cái bear market khi mà những cái tài sản nó rớt 70, 80, 90% gì đó, thì lúc đó thì mọi người mới nhận ra là chắc là chúng ta có thể là hẳn cái kiểm soát nhất định nào đó, khung pháp lý rõ ràng nào đó để cho những cái câu chuyện gọi là high speculation, những cái high leverage và những cái insider trading, không, những cái activities như vậy nó không có xảy ra, và thị trường này nó có thể phát triển một cách bền vững hơn. Thì bây giờ mình nghĩ là mình đang ở trong giai đoạn gọi là cần những cái không hợp lý rõ ràng như thế này, kiểm soát chặt hơn, và thực sự nó tốt cho thị trường này. Như vậy thì nó mới có thể gọi là đạt được cái lý tưởng của nó. Em được biết là thầy Bình từng có thời gian công tác tại Ngân hàng Trung ương ở Đức, thì thầy có thể chia sẻ một xíu về cái trải nghiệm của mình tại cái khoảng thời gian này, và cũng như là cái góc nhìn của thầy về những cái khung pháp lý cũng như là những cái view của các đơn vị quản lý trên thế giới về crypto hay không? Ok, cảm ơn em. Thì ngày xưa lúc mình công tác ở ngân hàng Trung ương bên Đức thì là mình ở trong team gọi là banking supervision, nghĩa là quản lý các ngân hàng thương mại. Thì gọi là quản lý các ngân hàng thương mại thì cái câu chuyện ở đây là luôn luôn là ok, ngân hàng thương mại cầm rất là nhiều tiền của người dùng đúng không? Thì mình sẽ phải quản lý rất là chặt là những cái ngân hàng đó được phép làm những câu chuyện gì, và họ quản lý cái rủi ro, những cái business của các ngân hàng nó như thế nào. Nó có những cái luật Basel 1, 2, 3 nó rất là gọi là chặt về cái cách quản lý. Còn hiện tại thì quan điểm của mình là các cơ quan quản lý trên thế giới này thì họ nhìn thấy cái giá trị của blockchain. Cái đó là mình nghĩ là không có cần bàn cãi nữa. Nếu mà mình xem ví dụ như là Bộ trưởng Bộ Tài chính ở bên Mỹ, cô Janet Yellen, hoặc là ông Chairman của Sở Giao dịch Chứng khoán ở bên Mỹ, Gary Gensler, khi mà họ nói về cái công nghệ này, họ nói về stablecoin, họ nói về crypto, họ nói về Bitcoin, thì họ công nhận là cái blockchain này là nó một cái loại innovation, nghĩa là một cái cải tiến, một cái sáng tạo mới mà nó có thể gọi là đem đến một cái thay đổi rất là lớn trong hệ thống tài chính. Cái đó là chắc chắn là thật. Còn bây giờ về cái quan điểm quản lý thì mình nghĩ là nếu mà mình nhìn vào thị trường crypto thì nó có những cái sản phẩm như thế nào, Bình nhìn thấy hiện hình đầu tiên, ok, nó là một cái loại, có những cái crypto nó giống hàng hóa này, ví dụ Bitcoin giống hàng hóa. Bây giờ có những cái crypto nó sẽ thiên về một cái loại tiền trực tiếp điện tử hơn, thì cái đó là những cái loại stablecoin, USDT, USDC cái thứ. Xong mình có những cái nó giống như là những cái business, như là chứng khoán hơn, nó giống như là chứng khoán hơn. Security. Mình có ICO, có một cái công ty có ICO bán một cái token để phát triển sản phẩm, là một cái GameFi hoặc là một cái DeFi project nào đó, thì nó rất là giống một cái business huy động vốn để mà phát triển sản phẩm, đúng không? Thì nó giống một cái sản phẩm chứng khoán. Và bây giờ kể cả như là nếu mà mình nhìn về kiểu như là Ethereum, những cái hàng layer 1 ấy, thì nó sẽ giống, mô hình phát triển của nó giống như là của Google Android hoặc là của Microsoft Windows hoặc là của Apple iOS thôi. Nó cũng là một cái gọi là cơ sở hạ tầng để mọi người có thể build được application trên đó. Thì ok, thì bây giờ khi mà mình nhìn về cái cạnh, nhìn về thị trường crypto nó có 4 sản phẩm lớn như vậy, thì quan điểm của mình là mỗi cái đó nó sẽ phải được quản lý theo cái hướng của cái characteristics, nghĩa là bản chất của cái crypto đó. Ví dụ như là một cái là hàng hóa đi, Bitcoin nó sẽ quản lý là hàng hóa, ví dụ như là giống như là on par với cả vàng hoặc là dầu khí hoặc là gạo, đúng không? Nó như cái hàng hóa nhất định. Như cái gọi là giống như là tiền mã hóa, tiền số như là stablecoins đó, USDT, USDC. Ok, khi nó động vào tiền thì nó sẽ phải được quản lý tương ứng với cả câu chuyện như là một cái ngân hàng. Quan điểm của mình là lâu dài là nó phải quản lý được, nó giống như là một cái công ty tài chính, nó được quản lý giống như một cái ngân hàng đi. Tại vì cái stablecoins đó nó cũng giống như là một cái gọi là money market fund đấy. Sau đó ok, những cái như là chứng khoán thì cuối cùng là khi mà huy động vốn, thì bây giờ thay vì bán cổ phiếu, bán trái phiếu, bạn đi bán token, thì cuối cùng thì nó cũng cần được một cái quản lý giống như là những cái cổ phiếu và trái phiếu, đúng không? Để chúng ta biết là ok, ai cầm sao, ai cầm bao nhiêu token, kinh doanh revenue của cái business đó như thế nào, huy động được vốn rồi thì sẽ dùng vào những cái phát triển business như thế nào. Hiện tại thì không có những cái khung pháp lý như vậy, thì mình cũng không có rõ lắm là sau khi nhận được tiền mọi người sẽ làm cái gì. Còn những cái layer 1 như Ethereum thì mình nghĩ là cũng cần được quản lý giống như là một hàng Google chẳng hạn, cũng có những cái quản lý nhất định. Thì mình nghĩ đó là cái hướng hiện tại. Nếu mà mình nhìn vào cái bàn cờ quản lý công nghệ này, mỗi cái loại crypto khác nhau sẽ có cái loại quản lý khác nhau, và nó sẽ phải giống với cả những cái quản lý những cái sản phẩm và tài sản truyền thống mà chúng ta có. Thì như vậy thì mình thấy là nó mới bảo vệ được nhà đầu tư, và nhưng mà nó vẫn giúp công nghệ nó có thể phát triển được. Thầy có chia sẻ một vài cái ý liên quan đến những cái điểm tương đồng giữa DeFi với lại những cái loại công cụ ở trong thị trường tài chính truyền thống. Thì khi mà cá nhân em trải nghiệm ở trong những cái sản phẩm ở trong DeFi á, thì em thấy nó cũng nó cũng tựa như vậy. Tức là ví dụ như mình có những cái sản phẩm như là gửi tiết kiệm ngân hàng đi, thì ở bên DeFi nó cũng có những cái lending. Rồi ở bên thị trường truyền thống thì chúng ta giao dịch những cái stock, thì ở bên DeFi nó cũng có những cái sàn giao dịch tựa như vậy. Thì với những cái điểm tương đồng như vậy á, nhưng mà cái mức độ, cái quy mô của thị trường thì hai bên nó hoàn toàn là chênh lệch với nhau. Thì em cũng thắc mắc là nếu như mà muốn grow cái thị trường DeFi này lên và hút được cái dòng tiền từ bên thị trường truyền thống vào cái công nghệ này, vào cái mảng thị trường mới này, thì đâu là cái điểm nghẽn mà thầy thấy là nhức nhối nhất, và nếu chỉ được chọn ra một điểm nghẽn thôi thì thầy sẽ chọn nó là cái gì? Ok, cảm ơn Nguyên. Chắc là mình phải chọn 2 điểm nghẽn. Mình thấy 2 điểm nghẽn. Nếu mà mình nhìn vào DeFi hiện tại, đúng không? Gọi là cái locked value in DeFi bây giờ chắc là phải ước lượng đi, chắc là mình check DeFi Pulse và mấy cái statistics khác nhau thì chắc là nó rơi vào đâu đó mình có thể ước lượng là 100 tỷ hoặc là cùng lắm là 200 tỷ đô hiện tại là cái locked value in DeFi. Nếu mà mình so sánh với cả hệ thống tài chính cũ, thì ví dụ như là mình riêng về nhìn về cái cạnh trái phiếu đi, thị trường trái phiếu trên thế giới này bây giờ nó cũng đã hơn 100.000 tỷ đô. Nghĩa là DeFi bây giờ nó còn chưa được 0,1%, chắc là bây giờ nó chỉ được cỡ khoảng 0,1% của thị trường trái phiếu thôi. Nghĩa là nó thực sự là nó gọi là nó không bằng một cái số lẻ luôn. không bằng một cái số lẻ nó bé đến cái mức mà khó mà quan tâm đến thực sự đến nó được nhé. Thì bây giờ mình phải hiểu là ok, cái dòng tiền lớn nó nằm ở đâu và làm thế nào mà chúng ta đào được một những cái kênh rẽ để mà đưa cái dòng tiền lớn đó chảy vào cái thế giới blockchain DeFi của chúng ta, đúng không? Thì cái điểm nghẽn đầu tiên mà mình nhìn thấy là hiện tại là những cái sản phẩm DeFi là họ vẫn chưa có một cái cách nào mà connect được với cả hệ thống tài chính cũ. Chúng ta cần hệ thống tài chính cũ connect vừa vào những cái DeFi products để mà cái dòng tiền có thể chảy được từ cái hệ thống tài chính cũ đó, nó mới nhìn thấy là ok, tiền ở trong đó, và nhìn thấy những sản phẩm DeFi nó rất là hay chẳng hạn, đúng không? Có những cái innovation nhất định thì cái dòng tiền đó chảy từ CeFi vào DeFi. Nó phải đào được cái kênh đó, và đương nhiên là để mà đào được cái kênh đó thì cần nhiều việc, đúng không? Đương nhiên là các công ty DeFi, các business đằng sau DeFi phải có những cái partnership nhất định với cả ngân hàng, nhưng mà cần phải có những cái compliance và luật pháp nhất định, ví dụ là cái KYC, AML, những cái chống rửa tiền, chống khủng bố các thứ chẳng hạn. Những câu chuyện như vậy là mình cũng phải somehow implement được vào trong DeFi. Còn đó, cái điểm nghẽn thứ hai liên quan đến cái đề tài này là cái khung pháp lý nó vẫn chưa thực sự là hoàn thiện. Thế nên là cái dòng tiền lớn đó, hàng trăm nghìn tỷ, nó không có thể chảy vào được thị trường DeFi hiện tại. Mình thì mình nghĩ là các thế giới blockchain của chúng ta phải gọi là do a better job trong cái câu chuyện là chúng ta phải thay đổi cái message và cái narrative. Thay vì nói là ok, bây giờ tạo ra sản phẩm tài chính và sẽ hoàn toàn thay thế hệ thống tài chính cũ, và chúng ta thay thế luôn những cái quản lý nhà nước và không cần thiết trong đó. Thay vì câu chuyện đó thì chúng ta phải kể cái câu chuyện và phải làm theo cái hướng là ok, làm thế nào mà chúng ta tạo ra được một cái win-win situation cho hệ thống tài chính cũ và những cái DeFi product. Khi mà nó win-win rồi thì lúc đó là chúng ta đi song hành nó cùng với cả nhau và tạo ra những cái giá trị cho cả hai bên lớn hơn rất là nhiều. Và lúc đó là hàng trăm nghìn tỷ đô có thể chảy vào trong thị trường DeFi được. Còn bây giờ mà nếu mà mình chống lại hệ thống tài chính cũ như vậy thì không có cách nào mà hệ thống tài chính cũ họ sẽ đi support được những cái DeFi product như vậy. Một khi mà DeFi và CeFi ngồi với cả nhau, hợp tác với cả nhau, đưa ra những cái sản phẩm mà nó tốt hơn cho người dùng, sau khi đó mình có thể nhận được những cái gọi là quản lý nhà nước, regulations mà nó sẽ tốt cho cái phát triển của cái sản phẩm đi chung như vậy. Thì đó là cái con đường mà mình nghĩ là phải đi để mà DeFi nó có thể đạt được cái mục tiêu của nó. Còn nếu không thì mình sẽ luôn luôn DeFi nó vẫn sẽ tồn tại thôi, nhưng mà nó sẽ luôn luôn một cái phần rất là bé của nền tài chính của thế giới này. Tại vì dòng tiền lớn, những cái quỹ đầu tư, những cái quỹ bảo hiểm, những cái quỹ lương hưu đó, những cái dòng tiền lớn nó không bao giờ có thể để chảy được vào DeFi, mà nó sẽ là luôn luôn những cái người crypto mà muốn dùng những cái sản phẩm tài chính nào đó mà không được quản lý bởi nhà nước sẽ dùng DeFi, thì nó sẽ không có thực sự có thể đạt được cái potential và những cái hứa hẹn của nó. Giống như là CeFi thì người ta vừa có tiền, nó vừa lớn mà nó vừa có cái power của cái truyền thống nữa, thì rất là khó để họ có thể nhượng bộ một cái innovation mà nó đang tăng trưởng, có cái độ tăng trưởng rất là mạnh và đe dọa đến cái vị thế của các cái tổ chức CeFi hiện tại, thì rất là khó để họ có thể cho bản thân họ nhường nhịn như vậy. Còn nếu như mà chúng ta ngồi xuống và chúng ta ok, đây là một cái game mà cả hai cùng có thể chiến thắng, thì nó sẽ là một cái chu kỳ phát triển nó bền vững hơn. Đúng Nguyên, và thực sự là quan điểm của Bình là Bình không có thấy là tại sao chỉ có một thằng thắng ở đây, cần thiết chỉ một thằng ở đây, và Bình thấy là cả hai thằng làm với nhau thì cả hai thằng sẽ thắng hơn rất nhiều. Và bây giờ cũng có những cái ví dụ điển hình trong thế giới crypto mà nó gọi là nó đã những cái bài học đó. Mình thấy là những cái bài học, mình cũng không có muốn nêu lên cụ thể những cái tên của những cái project hoặc là như vậy, nhưng có thể nói là ok, một trong cái quỹ đầu tư lớn nhất trong crypto, đúng không? Một trong những cái công ty chuyên đưa cái sản phẩm staking lớn nhất trong thế giới crypto, và kể cả một cái layer 1 và stablecoins lớn nhất trong thế giới crypto, đúng không? Là trong một phút chốc thôi, nghĩa là trong một thời gian rất ngắn, những cái người ở đằng sau đó, từ những cái người gọi là tỷ phú và nhiều quyền lực như vậy, đúng không? Và trở thành tội đồ, và bây giờ không những là phá sản, công ty phá sản, cá nhân phá sản, mà bây giờ còn phải có thể đối diện những câu chuyện đi tù. Tại vì sao? Tại vì họ không có theo cái luật pháp về tài chính của chúng ta hiện tại. Ok, bây giờ bạn dùng công nghệ mới, nhưng mà dùng công nghệ mới đâu có phải nghĩa là bạn có thể làm những cái việc mà nó ngược lại với cả những cái luật pháp của chúng ta. Thì đó là gọi là mình thấy là một cái bài học rất là lớn mà mình nghĩ là mọi người trong thế giới blockchain chúng ta nên gọi là để ý đến và học hỏi là những cái case như vậy. Còn bây giờ nếu mà chúng ta thay đổi quan điểm mà chúng ta nói là ok, CeFi và DeFi nó phải đi chung với cả nhau nó mới thành công được, và chúng tôi cần những cái quản lý nhất định từ chính phủ, thì đâu có cái vấn đề gì nữa đâu, tại vì đây thực sự là chúng ta muốn phát triển cái công nghệ mà, muốn đưa những cái sản phẩm này vào tay của mọi người, thì chúng ta nếu mà đó là cái mục tiêu của chúng ta thì chúng ta sẽ phải làm thế nào mà cái câu chuyện này có thể gọi là có thể phát triển một cách bền vững được chứ. Còn gọi là muốn thay đổi cả hệ thống cũ thì mình thấy đó không phải là con đường thích hợp để mà đi. Rồi, thì em cũng thắc mắc một cái này, đó là nếu như vậy á, thì quay trở lại cái vấn đề mà từ đầu cái podcast này mình đặt ra, đó là liệu chúng ta có đang gọi là không đi đúng được cái tự do không? Cái tự do ở đây nó đang bị định nghĩa một cách nó hơi, em chưa cảm nhận được cái sự tự do mà crypto nó mang lại và cái định nghĩa cụ thể nó là như thế nào. Tại vì ok, bây giờ giới chức quản lý họ join vào, họ maybe là họ có thể đánh thuế hay là cái gì đó với các cái dự án, thì cái tự do mà crypto mang lại thì nó đang, em không biết mô tả sao nhưng mà nó vẫn đang rất là nó đang rất là mập mờ. Ok, cảm ơn em. Nói chung là ok, tự do nó là một cái lý tưởng đúng không? Và gọi là quan điểm của mình thì cái phát triển của nền văn minh của nhân loại chúng ta là nó chưa có bao giờ có một giai đoạn là chúng ta hoàn toàn tự do. Và nó luôn luôn là một cái chúng ta từ phát triển ngày xưa cái thời chiến quốc mà gọi là các tỉnh tiếp các thứ đi đánh nhau với cả nhau, xong rồi đó chúng ta có vua chúa khắp nơi đúng không? Sau đó chúng ta tiến hóa lên những cái ok, chúng ta dần dần có định hình những cái như là chính phủ nhiều hơn, và sau khi đó chúng ta lại có những cái loại công nghệ mới mà đem những cái tự do về tư tưởng đến con người chẳng hạn, thì nó đều là những cái từng bước đi, nó là một cái cuộc gọi là evolution, tiến hóa của nhân loại. Cái công nghệ blockchain nó có thể đem đến tự do từ cái cạnh là gì? Cái big theme của blockchain mình thấy là trao quyền tự do, một cái mức tự do nhất định, và trao quyền sở hữu dữ liệu, data. Nếu mà mình hiểu Bitcoin là cái gì? Bitcoin là data. Ethereum là cái gì? Ethereum là data. Bất cứ một cái token trong thế giới crypto là cái gì? Đều là data. Thì nếu mà mình so sánh với cả cái trước blockchain, trước Bitcoin là ok, chúng ta sống trong một cái thế giới Facebook, Google, Amazon, những nơi mà data của chúng ta không sở hữu được data của chúng ta mà nó được store và được sở hữu bởi những cái big tech companies, thì cái đó là quan điểm của mình là nó đã là gọi là nó rất là mất tự do cho con người. Data tôi tạo ra, data của tôi, tại sao lại tôi không có được giữ nó, mà tại sao nó lại nằm trong tay của một đống thằng big tech như vậy? Nó dẫn đến câu chuyện đến thằng big tech đó, những cái công ty gọi là giá trị nhất thế giới trong hiện tại đúng không? Apple, Google, Facebook, Amazon. Blockchain cho đến lúc Bitcoin được đẻ ra, và blockchain nói chung và những cái sản phẩm trên blockchain đúng không, thì chúng ta sẽ nhìn thấy là bây giờ chúng ta có thể sở hữu được data, chúng ta có thể bảo vệ được data của chúng ta cũng có thể tiền tệ hóa data của chúng ta, add utility cho nó. Và nếu mà mình nhìn thứ cạnh tiến hóa như vậy trong thế giới mạng về liên quan đến data, thì mình đã thấy là giờ phút này và trong tương lai mình nghĩ là blockchain nó là một cái công nghệ nó sẽ rất tốt cho cái tự do của con người liên quan đến data. Tại vì trước khi blockchain là đâu có bất cứ một cái tự do nào cả. Sau blockchain là chúng ta đã có nhiều cái tự do hơn. Và cái này nó sẽ càng quan trọng khi mà trong 10-20 năm tới, cái gọi là kinh tế số nó sẽ và xã hội số nó sẽ càng ngày sẽ càng lớn hơn. Chúng ta sẽ dần dần sống hoàn toàn trong một cái thế giới mạng, chắc là một ngày sẽ 10 tiếng trong thế giới đó, gọi là còn sâu sắc hơn bây giờ rất là nhiều. Thì cái câu chuyện về data nó sẽ rất là quan trọng, và blockchain nó thực sự nó giúp chúng ta giải quyết cái vấn đề sở hữu data, dùng data, add utility data, và nó đã là một cái cải thiện về cái cạnh tự do so với cả cái hệ thống cũ Apple, Google, Facebook, Amazon như vậy. Còn gọi là xa xôi hơn nữa, ok, thì nó là một cái tiến hóa mà chúng ta phải đi cái bước nhỏ trước đi. Đầu tiên là cái công nghệ này nó phải được công nhận, nó được quản lý, và nó đã đưa vào hệ thống tài chính cũ, và chúng ta đưa sản phẩm vào tay mọi người. Sau khi đó có thể là nó sẽ đi những cái bước tiến hóa tiếp theo trong cái phát triển tự do của nhân loại. Nhưng mà mình thì mình nghĩ là chúng ta phải đi từng bước một, và những cái bước đầu tiên này nó cũng sẽ đã mất 10-20 năm rồi. Vậy thì em chắc là em sẽ xin tóm gọn lại cái cách em hiểu, đó là khi mà chúng ta bớt đi cái việc là mất tự do thì về bản chất là chúng ta đã tự do hơn rồi, tức là đúng rồi giảm thiểu được những cái mà kiểm soát, những cái không tự do thì là về bản chất chúng ta đã tự do hơn thì thì thầy cũng nghiên cứu rất nhiều về crypto, về blockchain. Vậy thì tất nhiên là em nghĩ là bất cứ cái thesis, bất cứ cái nhận định nào thì nó cũng sẽ có những cái khoảng gọi là khoảng tương đối. Vậy thì trong cái thời gian mà thầy nghiên cứu như vậy á, thì có cái khoảnh khắc nào hoặc là có cái thông tin hoặc là những dữ liệu nào đó mà thầy bớt tin vào cái vision hiện tại của mình hay không? Ok, cảm ơn em. Nói chung Bình thì Bình thấy là lúc ban đầu Bình hoàn toàn hoài nghi blockchain và crypto. Lúc ban đầu mới tiếp xúc là hoàn toàn hoài nghi. Và cái này nếu mà mình gọi là đọc những cái post ngày xưa của Satoshi Nakamoto trên cái forum ấy, thì cả Satoshi ngày xưa cũng có lần post là cũng không có rõ là cái này có đi về đâu không. Nghĩa là kể cả người tạo ra cái công nghệ này cũng hoài nghi công nghệ này lúc mà tạo ra nó. Và mình observe là tất cả những cái người xung quanh Bình mà Bình nói chuyện lúc ban đầu ai cũng hoài nghi blockchain và crypto. Mình chưa có gặp ai là lần đầu tiên kể cho người đó nghe, lần đầu tiên người ta nghe về blockchain và crypto mà người ta buy in ngay, người ta nói wow, cái công nghệ này sẽ thay đổi thế giới. Mà nó là một cái process đúng không? Phải, tại vì nó gọi là cái tiếng Anh nó gọi là paradigm shift, tiếng Việt nó gọi là thay đổi hệ hình. Nghĩa là nó thay đổi cái cách nhìn của chúng ta về cuộc sống và thế giới chúng ta. Chính vì nó thay đổi như vậy thì nó mới mất gọi là một cái thời gian nhất định để chúng ta develop một cái mental model, một cái cách suy nghĩ về thế giới mới. Thì nói chung là lúc ban đầu đó, ngày xưa 2012 Bình đọc cái đó Bình cảm thấy nó hoàn toàn hoài nghi, 2015 đọc cái đó vẫn hoàn toàn hoài nghi, 2018 lúc bắt đầu viết vẫn hoài nghi. Và nhưng mà càng ngày càng hiểu, càng ngày càng đầu tư thời gian vào nó thì càng ngày thì cái mới càng cảm thấy là wow, chắc chắn nó sẽ thay đổi thế giới, không có cách nào nó không thay đổi thế giới cả, cái công nghệ này. Và ok, cái câu chuyện này ok nó sẽ thay đổi đến cái mức nào, cái này thì hơi khó nói. Nhưng mà mình thì mình nghĩ hoàn toàn là công nghệ blockchain nó sẽ chắc chắn là thành công, và nó đã được recognize bởi các nhiều chính phủ trên thế giới này mà rồi. Mà recognize là cái innovation, và không có dễ gì Bộ trưởng Bộ Tài chính và chairman của một cái sở chứng khoán lớn nhất trên thế giới này, đúng không? Thị trường chứng khoán Mỹ, thị trường chứng khoán lớn nhất trên thế giới, Bộ trưởng Bộ Tài chính Mỹ là người quyền lực nhất trong thế giới tài chính trên thế giới, đúng không? Không có dễ là thằng nào mà họ lên TV và họ nói là blockchain và Bitcoin là những cái innovation mới của thế giới và có thể thay đổi hệ thống tài chính. Thì mình nghĩ là kể cả nhà chức trách họ cũng đã công nhận cái công nghệ này rồi. Còn bây giờ cái bước tiếp theo là ok, chúng ta sẽ đi chung với nhau như thế nào. Mình nghĩ là câu chuyện là đừng có nghĩ đến câu chuyện là đi riêng với nhau, thì như vậy nó mới có thể gọi là phát triển bền vững được và chúng ta mới đạt những cái ước mơ và cái lý tưởng với những cái sản phẩm của chúng ta. Thì tóm tắt lại là càng hiểu thì sẽ càng không hoài nghi, còn lúc ban đầu không hiểu thì hoàn toàn hoài nghi. Nói chung là sau cái buổi trò chuyện hôm nay thì thực sự là cái view của em về DeFi nó thêm một cái mảng màu mới, thực sự là như vậy. Tại vì trước giờ thì lướt Twitter thì mọi người sẽ nói nhiều về cái câu chuyện là ok, chúng ta sẽ loại bỏ ngân hàng, chúng ta sẽ gọi như là loại bỏ cái thị trường tài chính cũ và DeFi nó sẽ phát triển như là một cái killer, tức là một cái người chiến thắng sau cùng. Tuy nhiên là sau cái buổi trò chuyện hôm nay thì em nghĩ là cái view của mình về thị trường và cái cách mình nhận định về luật chơi nó đã thay đổi một xíu. Thì không biết nói gì hơn, em cảm ơn thầy rất nhiều đã dành thời gian và đến đây cùng chia sẻ về những cái topic nó hết sức là thú vị và đa chiều. Thì chắc là tập podcast tuần này nó cũng dài rồi, thì thầy Bình sẽ gửi lời chào đến các bạn đang nghe DeFi Discussion tuần này ha. Cảm ơn Nguyên rất là nhiều nhé. Bình có một cái discussion với Nguyên rất là thú vị. Nói chung chia sẻ với mọi người nghe thì Bình cũng đang trong cái cuộc hành trình khám phá blockchain, công nghệ blockchain này thôi. mình chưa có đến đoạn cuối, mình không có dám nói là mình hiểu hoàn toàn hoặc là mình hiểu nhiều. Mình cũng thấy là mình hàng ngày vẫn còn học những cái điều mới, thì gọi là hy vọng là cũng có nhiều cái cơ hội để mà nghe những cái quan điểm của mọi người và chia sẻ với mọi người nhiều hơn. Bên mình Remix thì gọi là rất là chú trọng cái đề tài blockchain này. Bên mình hoàn toàn nghĩ là cái công nghệ nó sẽ thay đổi rất là nhiều trong nền kinh tế và xã hội chúng ta, thì cũng đưa những cái sản phẩm giáo dục nhất định, có thể học những cái chuyên ngành về blockchain chẳng hạn. Thì nếu mọi người có interest về cái giáo dục trong cái mảng này thì có thể là check out những cái mà bên team mình đang làm ở Remix. Một lần nữa thì em cảm ơn thầy đã dành thời gian đến với DeFi Discussion tuần này, và cảm ơn các bạn đã dành thời gian nghe đến tận những phút cuối cùng của hai thầy trò đã thảo luận hôm nay. Thì hẹn gặp lại các bạn trong một tuần mới và một tập mới của DeFi Discussion ha.